Trần Sao được ca tụng là thần tài của làng giải trí Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh tưởng bèo ai dè cũng lọt bảng. Dương Mịch giúp Gia Hành tăng giá trị lên 17.000 tỷ đồng. Thời gian này, làng giải trí Hoa ngữ lại xuất hiện một danh từ mới là thần tài đó. Theo lý giải của cư dân mạng thì đây là từ để chỉ những ngôi sao có khả năng cá kiếm xuất sắc, không chỉ giúp bản thân trở thành triệu phú mà còn giúp những nhãn hàng liên quan bản thân thu được nguồn lợi cực lớn. Chúng ta hãy cùng xem thử những ai được ca tụng là thần tài của Hoa ngữ nhé. Lý Băng Băng. Trong dàn song băng đình đám một thời, giờ đây chỉ còn mỗi Lý Băng Băng là vẫn giữ vững địa vị khủng của mình trong giới. Không chỉ đình đám ở làng giải trí, Lý Băng Băng còn nổi tiếng trong giới đầu tư vì sự mát tay đó. Bởi bất cứ dự án nào có sự góp mặt của cô đều đạt được doanh thu khủng, chỉ thành công chứ rất hiếm khi thất bại. Các trang truyền thông còn hé lộ, Lý Băng Băng cứ làm đại diện cho nhãn hàng nào thì chắc chắn nhãn hàng đó sẽ có một năm ăn nên làm ra nữa cơ. Vấn đề duy nhất là Lý Băng Băng chẳng quá mặn mà với việc quảng cáo, chỉ nhận vài hợp đồng do nể nang mà thôi. Hồ Ca. Hồ Ca của đời thường kín tiếng và im ắng thế thôi chứ anh là triệu phú ngầm của showbiz đó. Nếu tìm hiểu thêm về chàng tài tử này, đảm bảo mọi người sẽ phải kinh ngạc. Bởi Hồ Ca dù đóng ít phim nhưng cứ ra mắt tác phẩm nào là lại gây bão, được đánh giá cao về chất lượng lẫn thành tích. Địa vị khủng như thế, dĩ nhiên các C của Hồ Ca cũng thuộc hàng khủng nhất showbiz hiện nay. Ngoài ra, theo phân tích của các chuyên gia tài chính, Hồ Ca cũng là nhà đầu tư có tiếng, là cổ đông của không ít công ty có doanh thu khủng và thường được người trong giới gọi là thần tài. Điều đáng nể hơn là Hồ Ca rất trọng tình nghĩa, hơn chục năm qua vẫn quyên tiền xây trường học dưới danh nghĩa trợ lý bạc mệnh trong vụ tai nạn ngày xưa đó. Huỳnh Hiểu Minh. Dù Huỳnh Hiểu Minh thường gây ngao ngán vì diễn tổng tài quá giàu, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận việc anh chính là tổng tài thật của làng giải trí Hoa ngữ. Nói ra chắc ít người tin tưởng, chứ tài sản của Huỳnh Hiểu Minh đã lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, đầu tư trải rộng khắp 60 công ty lớn nhỏ khác nhau. Không chỉ giàu thôi đâu, Huỳnh Hiểu Minh còn nổi tiếng vì sở thích tiêu tiền cho mọi người xung quanh. Hết mua quà tặng cả đoàn phim đến lì xì hàng tỷ đồng cho nhân viên và bố mẹ họ, còn bao luôn cả vé máy bay về quê ăn Tết cho họ nữa cơ. Dương Mịch. Nếu để ý thì chắc mọi người sẽ nhận ra, Dương Mịch cũng là cái có tiếng trong giới tư bản đó. Chỉ riêng việc một tay Dương Mịch gánh cả công ty Gia Hành, giúp giá trị công ty tăng lên 17.000 tỷ đồng cũng đã đủ để hiểu tại sao người ta gọi cô là thần tài rồi đó. Về mảng quảng cáo thì Dương Mịch cũng xứng danh nữ hoàng, bởi các thương hiệu quốc tế lớn chỉ cần mời được cô làm người đại diện thôi thì chắc chắn doanh thu sẽ tăng vùn vụt. Còn những món đồ mà Dương Mịch mang trên người đều được các cô gái săn lùng nhiệt tình, cháy hàng chỉ trong một đêm đó. Triệu Lệ Dĩnh. Một triệu phú ngầm khác của showbiz xin được gọi tên Triệu Lệ Dĩnh, vì người đẹp này quá kín tiếng, không đam mê sắm sửa đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng mấy khi phô trương nên mọi người không biết thôi. Theo các trang truyền thông ước tính, cô hiện đang nắm trong tay khối tài sản lên đến 1.500 tỷ đồng đó. Ngoài đầu tư bất động sản, Triệu Lệ Dĩnh còn là cổ đông của nhiều công ty lớn. Dù tài sản chẳng thể đọ lại bốn cái tên ở trên, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được gọi là thần tài vì rất hào phóng với nhân viên. Tết năm nào cũng thưởng tận 350 triệu đồng cho mỗi người, ấy là chưa tính điện thoại iPhone mẫu mới nhất hay đồ hiệu đó.